bác nha, đây là cặp bồ câu gà của nhà mình nha. Đó, giờ nó đánh lộn rồi nha. Nó đang đánh lộn đó. Bồ gà này nuôi là coi như là con màu đen á, là nuôi xóm xóm đen á, là nuôi là coi như là 5 năm rồi, 4 năm rồi. Còn con hồ này nuôi cũng được 3 năm rồi. Mà nuôi con hồ này là mua lớn về nuôi mà nhưng giờ nó cũng quen rồi. Bây giờ nó đang đánh lộn nha, nhưng mà mình kêu nó sẽ nghe nha các bác coi nha. Mình kêu nó nghe cho coi nha. Nó đang đánh lộn nha. Rồi. Bay đây. Bay lên. Đó, bác có thấy không? Đó, nó đang đánh lộn nha. Nhưng mà mình kêu là nó bay lên liền, bác thấy chưa? Nó đang đánh lộn nè, là xuống đánh đi đó, nó xuống đánh rồi đó. Đó, nó xuống đánh đó, thấy không? Bác thấy không? Nè, nó đánh nè, tại cái quay bị tối rồi đó, nó đánh đó. Hai đứa đánh lộn đó, ghê không? Hai vợ chồng mà nó đánh vậy đó. Rồi, để mình can thiệp bằng cách mình kêu nó nha. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Trong một câu này, ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình nha. Mình muốn luyện từ nhỏ tới lớn. Bảo đảm đi uống cà phê rất đẹp, kêu rất đẹp. Nha, bắt đầu mình kêu nha, bắt có coi đang nói lộn nha. Rồi, nó đang nói lộn, bác thấy rõ ràng thấy không? Nhưng mình kêu nó sẽ qua. Đánh tiếp nữa. Hai con này hung hăng quá. Mới thả ra mình hung hăng quá, đánh tiếp. Rồi, để mình kêu mình can thiệp. Ơ, chết mẹ. Ơi. Rồi. Xin chào các bác nha, các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại 0916773574 hoặc 0918773574 nha. Gặp mình sẽ có giá tốt nhất cho các bạn. Đây hai con này nữa, hai con này là một con gà nha. Đó, đây mình kêu nó là nó mình muốn luyện nó từ nhỏ mà.